Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip nha anh em. Thì hôm nay mình thanh lý cây gen 110 bơm nhất gời gút tay ghim để xài cho đầu lòng alpha nha anh em. Đó, mình thanh lý cây gen này tại vì cây gen này á ngộ quá anh em. Ít anh em nào xài lắm. Đa số dòng alpha là anh em lên 54 gen tay dài để xài đầu lòng khác không à. Nói chung là đồng dài 78 rồi đó. Rồi hôm nay mình thanh lý cây gen này nghe anh em. Đó. Thanh lý cây gen này. Anh em thấy gì chưa? Ok không? Dên hiện trạng là banh sát bụi đóng tới nóc luôn nha anh em. Ơi nó chơi anh em chứ cây dên khác nha anh em. Đây, tránh bóng ông hai. Đó, hôm nay mình thanh lý cái dên này. Cái dên này á là bên mình gia công bán cho anh em nhưng mà ít anh em nào xài quá. Đó. Dên mới 100% luôn nha anh em. Giờ thanh lý á, là lỗ cho anh em luôn. Anh em nào á, là muốn mua về gáp cho những cái dòng xe quen pha 100 muốn lên 110 này kia. Anh em mua cây dên này về nó ra cho anh em thợ mua lốc bơm nhất gời này kia nữa là ok, xài lại đầu lòng gin nha. Đầu lòng gin có anh em là lòng dài 72 của con pha đó là xài lại. Thì dên này á là dên mới 100% mình gia công nhưng ít anh em xài anh em ơi. Anh em thấy bên mình á toàn là dên 110, dên đôn này kia không à. Đó, trên 110 có nghĩa là tay dài để xài lòng dài 78 đó anh em. Đó, còn quen pha cũng vậy. Anh em qua là quốc nguyên cục máy lên full 110 không à. Thì cái dên này á, là má 96 nha anh em. Đó, dên 110 má 96 được bên mình gia công nha. Đó, tại vì anh em biết sao không? Tại vì cái dên á, nói chung á là cái đồ phụ tùng xe, đồ máy xe á, khi anh em mà mở xé bọc rồi là để ở ngoài là nó sẽ bị oxy quá nha anh em. Đó, oxy quá nè anh em thấy không? Ý mình á là có tha nhớt đồ vô cái dên cho nó ok hết mà vẫn bị oxy quá nha anh em. Đó, anh em nhìn cái dên này cũng biết ha, dên này là mới 100% nha, không phải mà dên cũ ở trong xe người ta lấy ra bán cho anh em thanh lý lại được đó. Anh em thợ này kia hoặc anh em bình thường mà đi mua đồ thì dòm ở trong đây cũng biết đó, chưa gáp luôn đó, dên này nói chung là sao mà nó khó bán quá. Rồi bán cho anh em nào mà có ý định mà quen pha 100 mà anh em muốn lên dên 110 rút tay ghim có nghĩa là xài lại cái đầu lòng ghim theo xe của anh em. Đó, dên 110 gút tay ghim này thì gáp đầu lòng alpha vào. Đó là đầu lòng của anh em á là trái bê tông nó sẽ bằng mặt nha. Đó rất là ok, dên má 96 nha, rất là lực. Thì dên này anh em này xài đồ bên mình cũng biết. Thì tất cả đồ bên mình á là mình được gia công lên cho anh em bạc đạn tốt độ trơn nè. Đó có đôi khi mình xài na chi, có đôi khi mình xài cu vô hoặc NTN nghe anh em. Đó, đạn này kia là mình đã gia công hết. Thấy không? Bên này cũng na chi nè, anh em thấy không? Đó cái dên nặng quá. Anh em nhìn cái dân biết chưa gáp nha. Nhưng mà sao mặt hàng này bán không chạy anh em ơi. Ít anh em chơi quá. Còn anh em nào mà muốn xe mình nhẹ xe này kia thì mua cái dân này mình thanh lý là giá rẻ bèo nhèo lỗ luôn nha anh em. Đó nhắn tin trang fanpage với phần mô tả video này giùm mình ha. Còn anh em nào ở gần là muốn lấy cái dân này về gáp rất thích hợp cho những anh em thợ này kia nha. Đó dân này má 96 nha. Dân rất là nặng. Đã gia công này kia làm rất là ok. Đó, dên mới 100% chứ không phải dên cũ nha anh em. Tại vì nó bán không có chạy. Anh em dòm đầu dên này kia thì anh em cũng biết ha. Đó, dên đó là không có gáp lần nào hết trơn nha. Để nhiều anh em không biết nói là dên cũ. Không phải dên cũ nha anh em. Dên mới. Đó, dên đập hộp ra gia công lên nhưng bán không được. Nếu cây dên này hiện tại là nó nằm ở đây á, là mình bán khoảng là 100 mấy cây dên 110 rồi nghe anh em. Dưới đầu lòng nồi này kia là mình bán dữ dằn luôn mà nó còn nè. Bữa nay là gần Tết rồi, đó, mình móc ra cái đồ nào mà còn tồn kho mình sẽ thanh lý hết đó, để mình gia công cái đồ mới, đừng bữa mùng 6 hoặc mùng 8 Tết mình sẽ khai trương lại mình bán đồ mới cho anh em đó. Rồi ok, anh em nào có mua thì liên hệ nha. Mình bán giá là nói chung là lỗ luôn nha anh em đó, cho anh em xem kỹ lại ha, để nhiều anh em không biết nói là đồ cũ. Đồ mới 100% nha đó, chứ không phải là đồ cũ nha. Rồi bữa nay à, cho anh em xem nè. Đó, anh em nào mà chơi xe thì nhìn là biết rồi. Đó, thích hợp cho anh em á, là lên á, cho quen pha nha. Đó, dên 110 gút tay ghim xài đầu lòng anh pha nha. Gáp vô xe quen pha 100 là nhẹ máy lắm nha. Đó, xài lại đầu lòng ghim theo xe luôn nè, anh em thấy không? Đó là ok. Anh em nào mà chơi xe thì nhìn phía trong cũng biết là dên chưa gáp rồi ha. Đó. Rồi, xài sinh cam 88, đầu lòng anh pha thì sinh cam 88 thôi, được gia công này kia hết trơn luôn. Nhưng mà tháo bọc đồ gia công là vậy đó. Anh em để lâu á là lụm liền. Đó là nó sẽ bị oxy hóa liền nha, chỉ cần xé bọc để chừng 4 ngày là sẽ bị oxy hóa rồi. Đó, cho dù anh em có tha nhớt như thế nào, 4-5 ngày là sẽ bị oxy hóa lên nha. Đó.
mình có lau sạch lại để mình quay clip cho anh em xem, để cho tay chân mình nó sạch sẽ nha. Đó, sau khi mình kết thúc clip này mình sẽ đi tha nhớt tiếp anh em ơi. Rồi, anh em nào có ý định mua thì liên hệ trong fanpage với phòng mô tả video này nha, bán giá lỗ luôn nha anh em đó. Rồi, ok, tạm biệt anh em nha.